Anh đang ở đâu vậy? Anh phải chạy về bệnh viện liền rồi. Ở bệnh viện đang có ca mổ quan trọng gọi anh về gấp. Chắc là anh không quay vào được. Thì anh phải vô đây gặp mọi người đã chứ. Anh chào rồi hãy đi. Anh trên xe về rồi. Cứu người như cứu lửa mà em. Em chào ba với lại Việt Linh với lại cậu bạn giùm anh nha. Sẽ gặp nhau sau. Thiếu gì Diệp. Vậy nha em. Em xin lỗi mọi người giúp anh nha. Em biết rồi. Ba. Sao con? Ủa nó đâu? Anh Minh chạy về bệnh viện gấp rồi. Giờ bệnh viện có chuyện gấp cho nên không có chào mọi người được. Mong mọi người thông cảm. Tội nghiệp. Nó chưa ăn được miếng nào hết mà nó bỏ đi vậy con. Là ai vậy em? Là bạn trai của chị em đó. Ăn đi, cứ tự nhiên nghe con. Dạ, cảm ơn bác. Trời đất ơi, có làm sao không? Bởi tao đã nói với mày rồi hà, đừng có cặp bè cặp bạn. Mấy cái thứ mà lêu lỏng chơi bời đó, rồi bị chúng nó quánh què dò vậy á. Mày sáng mắt mày chưa? Bị có vết thương nhỏ vậy à, má muốn chùi tôi què dò hả? Mà má tới đây làm gì vậy? Ủa, bộ tao ham tới đây lắm hả? Tại vì bạn của mày á, gọi điện cho thằng cha của mày. Rồi ông kêu tao đến đây nè, coi mày có làm sao không, rồi lôi mày về. Má đi về trước đi. Tôi đi chụp phim rồi tôi về. Dạ, con ở đây con đợi cha. Chứ giờ tao về một mình á, ông kiếp chị không chửi tao nữa làm sao? Má về trước đi. Trời ơi, cái thằng quỷ. Mày hổ quá. Tôi chết luôn hả? Chết cái gì? Mày. Đây là cái bệnh viện, yêu cầu hai người giữ trật tự giùm cái. Mẹ con mà, gây lỡ chút xíu thôi làm gì căng dữ vậy? Bác sĩ, bác sĩ. Bác sĩ, đúng rồi, bác sĩ. Nhớ tôi không? Tôi là dì Tám nè, là bạn hàng dì xóm. Dì lộn người rồi. Ủa, má mẹ anh mà, bà Tư chăm cứu làm sao lộn được? Ủa lộn cho ta. Mình đâu có đẳng trí như vậy. Bài 52 lá mình nhớ hết mà. Ê, 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 ê. Dạ, có dạ, chuyện dạ. Gì không cô? Dạ kỳ này má con tôi không có gây lộn nữa mà muốn hỏi thăm cô. À, cô, cái cậu bác sĩ hồi nãy á, có phải là bác sĩ Minh không? Bà là người ở xóm củi đúng không cô? Cô có vấn đề gì với bác sĩ Minh hay sao mà hỏi như vậy? Dạ không có. Chẳng qua là tôi thấy cậu ấy giống người hàng xóm của tôi nên tôi hỏi thăm vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Cái gì? Cô là hàng xóm của bác sĩ Minh hả? Dạ đúng rồi. Bác sĩ Minh á là người ở xóm củi. Mà lúc nãy tôi mới hỏi bác sĩ á thì bác sĩ nói là tôi lầm người. Sao mà tôi lầm được ta? Tôi thấy rõ ràng cái người này là cái người tôi quen ở trong xóm củi đó. Khu xóm củi là nơi tập trung phần lớn của người dân có thu nhập thấp và khó khăn mà. Có lẽ nào anh ta là từ đó ra sao? Cô à, cô có biết không? Tôi muốn hỏi thăm cô cho chắc đó mà. Chắc cô làm việc ở đây lâu ha. Chắc cô biết bác sĩ Minh ở xóm củi mà đúng không cô? Nhà của bác sĩ Minh bây giờ thì không phải ở xóm củi. Còn trước đây thì bác sĩ Minh ở đâu thì tôi không biết. Còn gì nữa không vậy cô? Dạ không, tôi đợi con tôi về. Vậy xin phép cô. Xong chưa ông nội? Xong rồi. Người nhà theo tôi làm thủ tục xuất viện à? Báo đời không à? À, trưởng khoa Minh. Hồi nãy có một cô lớn tuổi là người nhà của bệnh nhân có nói chuyện với anh đúng không? Một ngày có biết bao nhiêu người nhà bệnh nhân gặp anh. Làm sao mà nhớ hết được. Anh đang bận, có gì nói sau nha. Nhưng mà cổ nói là cổ là hàng xóm của anh ở khu xóm củi gì đó. Bà ấy còn nói gì nữa không? Nhưng mà chỉ có điều á là cổ cứ khăng khăng nói là cổ quen biết anh. Nhà của anh ở đâu em cũng biết rõ rồi mà. Anh nói cho em biết, có những hạng người thấy sang bắt hoàng làm họ, họ lấy cớ quen biết anh để nhờ giả thôi. Sau này nếu có bất cứ ai hỏi về anh thì em cứ nói là không biết. Đương nhiên là em biết. Nhưng mà bà cứ đi theo bà hỏi em hoài à, cho nên em mới làm lạ. Không lẽ trên đời này lại có người giống người đến như vậy sao? Tiếc à, em có biết là tính của anh, anh rất ghét người lạ làm phiền. Cho nên sau này có ai hỏi như vậy em cứ nói không biết là được rồi. Anh không muốn họ mượn danh của anh là người quen để cho họ được ưu tiên. Bất kể ai cũng vậy.
đều phải đối xử công bằng, hiểu không? Ủa, mời anh. Anh Hào. Dì Dưỡng đâu rồi em? Dạ, ba mới đi khám bệnh cho người ta. Còn má em mới đi chợ á. À, anh lại mua trái cây tới nữa hả? À, có gì đâu. À, mua một ít để cho em tẩm bổ nè. Anh á, lần nào cũng vậy à. Tới thăm em được rồi, mua chi cho tốn kém vậy? Trời ơi, có gì đâu mà tốn kém. Em bây giờ á là phải bổ dưỡng cho hai người lận đó, cho nên phải ăn uống nhiều vô. Với lại em phải ăn nhiều trái cây như vậy nè, để có vitamin. Sau này con của em á, nó vừa trắng mà vừa khỏe nữa. Em, sau này mà khi thằng Minh nó tốt nghiệp ra trường, nó có việc làm rồi á, anh sẽ qua nói với dì Dượng để hai đứa mình làm đám cưới. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho em một cái áo dài cưới thật là đẹp, mà phải màu trắng nha. Còn nữa, đám cưới của tụi mình ha, sẽ mời hết bà con luôn. Đặc biệt là mình sẽ đẩy trên chiếc tàu nổi trên sông nha. Mình sẽ đi vòng trên sông này nè. Đẹp lắm đó. Anh, em cũng thích màu trắng nữa. Ừ. Vì màu trắng là màu tinh khôi nè. Ừ. Màu của sự trong sáng. Hôm đó anh ấy mặc cho em nguyên một bộ đồ vest đen. Trời ơi, chắc là đẹp lắm á. Trời, anh tướng đẹp mặc gì mà không đẹp. Ừ. Tự tin thấy gớm à. Trời, sao không tự tin. Nè. Ừ. Sau này á, em phải sinh cho anh thật là nhiều con nha. Anh thích nhiều con lắm đó. Trời ơi trời, sinh nhiều con. Một con, hai con còn nuôi nổi, chứ sinh nhiều quá làm sao mình lo cho tốt được. Thôi kệ, tôi dạy hai đứa đi, được không? Tham quá à. Con cái á, là lộc của ông trời cho, cho nên là mình không có lường trước được là một hay hai, hiểu không? Cũng phải ha. Ờ vậy em, giờ anh nói thiệt nha, em sinh con trai hay là con gái gì cũng được, miễn sao nó là con của anh. Anh tưởng tượng nha, cái lúc mà anh đi làm về, cái con nó chạy ra nó kêu ba 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 ba. Trời, lúc đó chắc anh vui lắm đó. Còn nữa, cuối tuần ha, anh sẽ chở mẹ con em đi chơi. Lúc đó anh sẽ sắm thêm một chiếc xe ba gác nữa. Ừ? Để anh chở hết mẹ con em đi dạo vòng thành phố chơi. Anh làm như là mẹ con em là con heo vậy đó. Tự nhiên tống lên chiếc xe ba gác rồi. Trời ơi, tự nhiên mình là heo luôn kìa. Trời ơi, trời ơi, ghê quá. Bé, bé. Chuyện đời nhiều lúc thiệt đắng cay. Cách đây mới vài tháng, thì tương lai hạnh phúc tràn. Ủa, Hào mới tới hả con? Dạ chị. À, dì mới đi chợ về. À, ở lại ăn cơm luôn nha, lát dì nấu cơm luôn. Dạ thôi được rồi dì. À, con tới gửi quà cho mấy anh rồi con đi về liền, tại tối nay con có hẹn rồi. Có hẹn với bạn gái phải không? À, dạ không, là bạn trai. Con á nha, cũng nên tìm cho mình một cô đi. Đi đâu á, có hai đứa đi chung, như vậy nó cũng vui hơn mà. Dạ, thôi con về nha dì. Anh về nha. Nè con. Dạ. Bây giờ hai đứa đã là anh chồng với là em dâu rồi, phải sống sao đừng có lỗi đạo nha em con. Có những thứ dù buồn khổ cũng phải cố quên thôi con à. Con cứ suy nghĩ về nó hoài như vậy thì làm sao hạnh phúc với chồng mình được. Với lại con mà làm như vậy tội nghiệp cho thằng Minh, hiểu không? Chuyện đời nhiều lúc thiệt đắng cay.
cách đây mới vài tháng, thì tương lai hạnh phúc tràn đầy. Vậy mà bữa nay mọi thứ thay đổi hết. Không có ai biết được chữ ngờ. Người ta thường nói tình dang dở mới là tình đẹp, tình kỷ niệm. Mai Anh, em phải sống tốt và hạnh phúc nha. Sao nay rảnh qua đây nữa vậy? Rảnh cái gì? Qua đây hỏi thăm nè. Phải chỉ có hai chồng đúng không? Hỏi kỳ vậy. Ồ, quên. Phải thằng Minh á, nó có anh em sinh đôi đúng không? Ủa, sao tự nhiên hỏi gì kỳ cục vậy hả? Sinh đôi là sao? Không phải hả? Ủa, nếu vậy á, người đó chắc chắn là thằng Minh rồi. Chị nói gì vậy? Nói rõ ràng tôi nghe coi. Thì là tôi gặp thằng Minh trong bệnh viện Á Châu đó. Sao tự nhiên gặp nó ở trong? Thì tôi đi vô trong bệnh viện rồi tôi gặp nó. Nhưng mà sao tự nhiên gặp nó ở trong là sao? Trời ơi, thì nó là bác sĩ, bác sĩ phải khám bệnh ở trong bệnh viện chứ đâu. Dạ làm gì có gì Tám. Anh Minh anh chỉ làm bác sĩ tư ở ngoài phòng khám nhỏ thôi à. Thôi mày ơi, mày giấu tao hoài. Nó làm bệnh viện lớn thì nói bệnh viện lớn đi, chứ nói bệnh viện nhỏ làm chi. Mày nghĩ vậy là sợ là thấy chồng mày sang rồi bắt quàng làm họ hả? Dạ không, ý con không phải vậy đâu. Dì Tám đừng nghĩ vậy tội con. Chắc là do người giống người thôi à dì Tám. Không phải. Dạ không phải anh Minh đâu. Trời ơi, tôi đứng ghế bên sát thằng Minh nè. Thậm chí tôi còn nhìn rõ cái lỗ chân lông của nó nữa nè. Mà tôi còn chưa tin vô mắt của mình. Tôi còn hỏi cô y tá làm cho bệnh viện đó nữa chứ bộ à. Rồi cô nói làm sao? Thì cô nói là đúng rồi, bác sĩ Minh ở xóm củi. Ngộ à nghe. Tự nhiên bây giờ nó không có làm ở trọng. Mà cái cô y tá nào dám khẳng định cái chuyện đó. Tôi nói chơi thôi. Chứ thật ra là cô y tá không có nói bác sĩ Minh ở xóm của mình. Biết ngay mà. Nè tôi nói chị nghe nha. Mày muốn biết cái chuyện gì á thì hỏi thẳng đi. Đi vòng vo rồi phủ đầu ta làm chi vậy? Trời đã nói tôi giỡn chơi mà. Chứ phủ đầu đâu đây. Không có thì thôi. Cảm ơn cái vụ mà cho tôi cái chai đánh tan máu bầm á. Tôi quánh một cái á là máu bầm tan hết liền. Cảm ơn nha. Tôi về. Ủa? À dạ. Cái bà này thiệt tình à. Gì đâu mà tới xong rồi đi, tới xong rồi đi vậy à. Đúng là cái tính y chang như cái tên vậy đó. Nhiều chuyện bất ớn vậy. Cũng may á là dì Tám chưa có phát hiện ra đó má. Nè con, má thấy thằng Minh á làm bệnh viện lớn như vậy là phải tự hào chứ sao tự nhiên con giấu nhẹm vậy là sao? Không phải là con giấu, nhưng mà tại con thấy chưa đúng lúc. Với lại gặp người hiểu chuyện thì không sao, mà gặp người giống như dì Tám á là ảnh hưởng tới tiền đồ của anh Minh đó má. Chắc má cũng hiểu con mà phải không? Lan à, làm ly cà phê cho tỉnh táo. Tôi không phải là một kẻ thích ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Tôi không cần cà phê để mà tỉnh táo. Anh để dành cho mình đi.
là một bác sĩ, chứ anh cũng biết loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe và tinh thần mà, đúng không? Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên bớt đi chơi đêm đi, để có sức khỏe, tinh thần minh mẫn làm việc cho nó tốt. Đừng để lỗi lầm cũ lặp lại nữa, sẽ mang tiếng chết. Anh Bình ăn sáng chưa? Mình đi thôi, anh đừng nên mất thời gian ở đây. Đi nha. Cho em đi, đừng có bỏ, uổng lắm. Bác sĩ Kim nè, bây giờ anh có buồn gì thì vô phòng, chứ anh làm đang vậy để bệnh nhân mà thấy thì không có hay đâu. Bây giờ cái mặt tôi còn gì là danh dự nữa, có gì đâu mà tôi phải sợ mất. Cả cái bệnh viện này ai mà không biết lỗi lầm của tôi, ai mà không biết là con gái giám đốc đá tôi như thế nào, có gì đâu mà tôi phải sợ. Em đây nè, em cũng vậy, cũng có thua gì anh đâu. Nhưng mà nghe em đi, cho dù có buồn chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng phải gác tất cả nỗi buồn sang một bên đi, để tập trung làm việc với anh. Nếu như tan sở về, lúc đó anh còn thấy buồn và cần người tâm sự thì anh cứ alo cho em. Ok. Em thật sự không hiểu tại sao ba em lại phản ứng sự việc của Việt Linh như vậy. Hay là ba em đã chấp nhận anh ta rồi? Không, không có chuyện đó đâu. Ba em làm sao có thể chấp nhận được một người mà thấp kém hơn con gái của mình như vậy được. Có khi nào giữa em gái của em và cái người đó chỉ là mối quan hệ bạn bè không, cho nên ba em mới dễ dàng như vậy? Cũng có thể. Bởi vì khi em nói chuyện với ba thì ba nói đầy ẩn ý. Ba nói rằng là sự việc không như con nghĩ đâu. Rồi nhiều khi là nhìn như vậy mà không phải là như vậy á. Nếu quả thật giữa anh Hào và Việt Linh chỉ là mối quan hệ bạn bè thì những khó khăn sau này sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Anh Minh. Anh. Anh sao vậy? Đâu có gì, anh suy nghĩ bâng quơ thôi. À, em muốn trà sâm không? Để anh pha cho em uống nha. Ở đâu mà anh có? Anh hay mang trong người lắm. Nhiều khi mình lo làm công việc nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe không tốt. Anh hay uống ly trà sâm cho tỉnh táo. Để anh pha cho em nha. Ừ. Ừ. Khuya rồi mà còn gọi tôi chi nữa. Anh sao vậy? Có phải là anh đang xỉn không? Kệ người ta đi, liên quan gì tới cô đâu. Anh đang ở đâu? Em đến. Anh như vậy làm sao mà về nhà được? Đầu giờ chiều mai anh có ca đại phẫu, anh quên rồi sao? Bây giờ mà có mổ á, tôi đâu phải là người đứng chính đâu. Có gì đâu mà tôi phải sợ mất mát cái gì hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Em tới em đưa anh về nè. Ờ, có gì thì tôi nhắn tin cho. Ok. Rồi, đợi em đó nha.
anh. Ủa, tới rồi hả? Chị ngồi đi, ngồi đi. Uống với anh ly. Uống một ít thôi nha. Anh uống chung với em đi. Rồi, vô. Vô. Thôi, trễ rồi. Mình về đi anh. Trời ơi, uống đi. Gì đâu mà gì sớm vậy. Em ơi, tính tiền nhìn chị đi. Anh cẩn thận đó. Xui vậy ta, tổ trác hay sao đánh nhăn nào thù nhăn đó. Ủa, bác sĩ Minh. Bác sĩ, phải bác sĩ Minh phải không? Bữa mình gặp ở bệnh viện Á Châu đó. Trời ơi, tôi đâu có già lắm cẩm. Trời ơi, công nhận bác sĩ đẹp trai ghê ha. Mà bác sĩ, nghe nói bác sĩ đi làm mấy tuần mới về một lần hả? Vậy mà mấy anh đã tối ngày cứ thui thủi ở trong nhà, không bước chân ra đường nói chuyện với một ai hết trơn á. Mà công nhận hai người xứng đôi vừa lứa ghê ha. Ai cũng đẹp, bác sĩ đẹp trai, còn mấy anh thì đẹp gái nữa. Nè bác sĩ, tôi chưa nói xong mà bác sĩ. Thử lần này coi thoát khỏi tay tôi không. Vô. Vậy rồi em có về thăm mẹ anh. Ba mẹ vợ có hỏi thăm anh. Họ hỏi em là dạo này anh có người yêu chưa. Em nói là em không biết, vì chưa nghe anh nói. Lần trước em thấy anh chở một cô gái khá trẻ, nhìn hai người có vẻ khá thân nhau. Bộ hai người đang tìm hiểu nhau hả? Ý em nói Diệt Linh hả? Cô gái đó tên Diệt Linh sao? Ừ, đó là cô gái tốt. Nhưng anh với cô ta chỉ là bạn bè thôi. Nếu cô ta tốt, sao hai người không tự tìm hiểu coi? Biết đâu hai người hợp nhau thì sao? Tình cảm thì phải xuất phát từ trái tim. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Nói chuyện khác. Công việc của em vẫn tốt chứ? Dạ, mọi việc vẫn ổn. Em biết anh vẫn còn nặng lòng với mẹ anh. Giá như ngày đó em kiềm chế được bản thân, không xảy ra sự cố với mẹ anh, thì giờ có lẽ anh em mình không rơi vào tình huống khó xử này. Anh thì sống nặng tình, nhưng đối với em địa vị, danh lợi là trên hết. Chị Tư. Ủa chị Tám. Ừ. Đang phơi thuốc hả? Sao nay rảnh qua đây chơi vậy? Đâu, phải chồng mẹ anh về đúng không? Tôi thấy ngoài hẻm kìa. Chà, chắc bà vui vậy lắm ha. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị lúc nào cũng lo lắng cho gia đình tôi, quan tâm tới gia đình tôi. Mà tôi thấy hình như chị quan tâm đến thằng Minh nhiều hơn đó nha. Trời, nghĩ cái gì vậy không biết nữa. Tôi đâu phải là ai cũng quan tâm đâu. Mà tại vì thằng Minh là hàng xóm, lại là bác sĩ nữa. Biết đâu mai mốt tôi vô trong bệnh viện, tôi bệnh gì á, có bác sĩ quen tôi giờ giả thì làm sao, đúng không? Thôi tôi đi nha. Cảm ơn anh đã đi cùng với em. Có gì đâu em. Phiền anh, em thấy ngại quá. Tại vì anh Minh suốt ngày bận bịu công việc, mà em thì không bao lâu nữa sinh em bé rồi. Được rồi, lo cho cháu cũng là nghĩa vụ của anh mà. Để coi còn thiếu gì nữa không. Mình vô đây coi nè. Em thấy chỗ này bán đồ đẹp nè. Mình vô coi đi.
đẹp không? Ừ, đẹp đó. Dạ, ở trong còn nhiều kiểu lắm đó anh. Bộ kia cũng đẹp quá hả? Dạ. Mai Anh, Mai Anh phải không? Tuyết hả? Đi đâu đây? Mình đi sắm ít đồ cho con. Ủa, Mai Anh có chồng rồi hả? Mấy bé rồi? Mình mới lấy à. Đây là đứa con đầu lòng của Mai Anh. Còn Tuyết sao rồi? Chồng con gì chưa? Chưa. Chắc là kén lắm phải không? Có kén đâu, tại ế. Chọc thôi. Ủa nhưng mà bây giờ Tuyết làm gì rồi? Bây giờ hả? Tuyết làm y tá trong một bệnh viện, cũng khá lớn á. Còn Mai Anh, dạo này Mai Anh làm gì? Hồi xưa thì mình làm nghề tự do, với lại bây giờ mình đang có bầu nên xin nghỉ ở nhà rồi. Mai mốt sinh xong rồi tính tiếp. Nghỉ dưỡng chăm con đi, để cho chồng lo, vậy không sướng sao? Anh Hào. Hả? Nhìn anh ta cũng được quá chứ. Anh thấy cái này hợp với em bé nè. Đẹp á. Đây là Tuyết, bạn của em. Chào Tuyết. Dạ chào anh. Vậy thôi, hai người đi mua sắm đi. Có gì hôm nào gặp lại sau. Bây giờ xin phép tôi đi trước nha. Bye bye nha, chào anh. Em mệt chưa? Mình về nha. Dạ. Đi. Để anh đẩy cho. Đi. Anh, hôm bữa em đi siêu thị á, vô tình gặp lại nhỏ Mai Anh. Nó là bạn thân của em hồi nhỏ đó. Không ngờ trái đất này tròn thiệt. Bạn thân hả? Dạ. Lâu ngày gặp lại chắc tâm sự dữ rồi nha. Trời, đâu có đâu. Nó đang đi với chồng nó mà bụng bầu vượt mặt luôn. Đâu có nói chuyện gì được lâu đâu. Ủa nếu vậy sao không về nhà bạn em? Nhà nó ở bên xóm củi á, xa quá, mà em có hẹn rồi nên chưa có tới được. Mà anh biết không, công nhận nhỏ bạn em nó có phước ghê luôn á. Chồng nó cưng nó dễ sợ luôn anh, lúc nào cũng kè kè sát bên, làm như hả sợ nó biến mất không bằng á. Chồng hả? Ai vậy ta? Không lẽ là anh hai? Nhưng thôi, miễn sao không phải mình là được. Thôi, mình lên đi. Chưa tới giờ khám, con mời cô ra ngoài. Tôi biết rồi, không phải tôi vô đây đi khám đâu, mà tôi vô đây tôi hỏi cô nhớ tôi không? Nhớ không cô? Dạ, có gì không cô? Tôi là bạn gần sớm của mẹ bác sĩ Minh nè, nhớ không cô? Cô ở xóm củi phải không? Cô đúng rồi. Người quen mà, mình quen mà. Bà cô ơi, tôi có thằng cháu nó bị bệnh quá, hay là lát cô cho nó khám trước nha, khỏi phải rút số. Rút số hả? Lâu lắm mới tới lượt. Dạ, ở đâu cũng có nguyên tắc của nó, là mình tới sau là mình phải chờ. Cho nên là cô ra lấy số thứ tự giùm con nha. Ủa nhưng mà tôi là quan hệ rộng rãi mà, tôi là người quen của bác sĩ Minh mà cô. Thôi mà, ưu tiên cho cháu nó đi. Dạ, không phải con làm khó dễ gì cô đâu, nhưng mà ở đâu cũng có nguyên tắc của nó. Và đó cũng là cách cư xử của một người văn minh. Cho nên cô tới sau là cô phải chờ. Cô ra lấy số đi cô. Ủa, ý cô nói là tôi là người rừng người rú hả? Không có cái cư xử văn minh lịch sự như mấy cô mấy cậu ngoài kia hả? Trời đất ơi, không được thì thôi. Mai là mới có y tá thôi mà đã sắc sược như vậy rồi à? Dạ, con xin lỗi cô nếu như mà con lỡ lời làm cho cô hiểu lầm. Nhưng mà ở đây có nguyên tắc của nó, cô tới sau thì phải chờ thôi cô. Con mời cô ra ngoài lấy số thứ tự. Y tá suốt đời nha. Vô khám hay vậy? Chưa. Mày à, mày đi lấy số đi. Ủa, gì kỳ gì vậy? Dì nói với con dì quen bác sĩ mà, được vô đây khám ưu tiên mà sao giờ lấy số nữa là sao? Tao nói mày lấy số thì mày lấy số đi, bởi tới lui chi vậy? Thôi, dì trả tiền lại cho con đi. Gì? Tiền gì trả mày? Thì tiền khám, tiền thuốc, tiền bồi dưỡng nữa. Dì nói với con dì quen bác sĩ, rồi giờ vô đây dì đòi kêu con lấy số nữa là sao? Mày á,
tao là gì của mày mà mày cũng tính toán với tao à? Ừ, tao quen bác sĩ, tao quen rộng rãi. Có nói với mày là tao không quen đâu, mà tại tao gặp cô y tá chứ bộ. Vậy giờ sao? Giờ vậy đi, bây giờ á, tao đi tìm bác sĩ Minh nha. Tao mà đi tìm được bác sĩ Minh hả, là nhỏ y tá này chết với tao, nghe chưa? Mà khoan đã. Trong khi chờ đợi tao đi tìm bác sĩ á, mày lấy số cho chắc ăn nha. Trời, lấy đi. Gì kỳ vậy trời? Dạ, à, cho cô chào cô. Khoa ngoại đâu cô? Cô kiếm khoa ngoại hả? Dạ. Dạ, cô đi thẳng đến cuối đường rồi quẹo trái à? Dạ dạ, tôi biết rồi. Tôi cảm ơn cô nha. Ủa, rõ ràng á là thằng Minh á nó làm ở bệnh viện này mà. Mà tại sao tìm hoài không có ta? Cậu Minh. Bà Lợi. Trời, cậu không nhớ tôi hả? Tôi là bà Tám nè, nhà ở gần nhà vợ cậu á. Con Mai Anh á, cậu nhớ tôi không? À, đây dì Tám. Đúng rồi. Dì tới đây khám bệnh hả? À, dạ, tới đây khám bệnh. Ủa, cậu làm ở đây phải không? Ờ, à, khu bệnh nhân ngoài kia kìa. Ở đây không phải. Vậy nha. À, cuối cùng cũng tìm ra nha. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Ủa, sao cái cô y tá này lại chăm sóc cậu Minh ta? Ủa, vậy bả là gì của cậu Minh ta? Cô. Dạ. Cô cho tôi hỏi thăm chút xíu được không cô? Dạ, cô muốn hỏi gì hả cô? À, tôi hỏi thăm về người đó. Cô hỏi thăm người nào trong bệnh viện hả cô? Bệnh viện, hỏi về người có liên quan trong bệnh viện này nè. Đó, cô nhìn thấy không? Cái cậu đó là bác sĩ Minh phải không? Dạ đúng rồi cô. Còn cái cô mà đang đứng sát bên chăm sóc cho bác sĩ Minh, cổ là ai vậy? Nhìn cổ đẹp ghê ta. Nhưng mà không đẹp bằng cô đâu. Cô đẹp hơn cổ nhiều. Mình đi. Ồ, anh đi đâu vậy? Dạ. Cổ là ai vậy? Là cô Uyển Lan. Dạ, cô Uyển Lan đó, cổ là con gái của giám đốc đó cô. Hả? Con gái giám đốc? Dạ. Hình như là hai người đang yêu nhau đúng không? Dạ, hai người sắp đám cưới rồi. Sắp đám cưới? Dạ. À, thật ra tôi là người quen của bác sĩ Minh. Nếu thật sự họ sắp đám cưới thì tôi mừng cho họ đó mà. Dạ, đám cưới của họ chỉ trong tương lai gần thôi. Dạ, con dạ. Chào cô. Cảm ơn cô. Hai người yêu nhau mà còn sắp đám cưới hả? Cậu Minh ơi, lần này mà cậu có mọc 8 cái cánh thì cậu cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Trúng bánh rồi. Mời bệnh nhân 134. Bà đi. Bệnh nhân 135. Đây nè, lên trên lầu này nè. Xong rồi còn lên một tầng nữa thì phải. Hình như tôi nghe nói là ở lầu 3 không? Còn lên tầng nữa à. Biết vậy hồi nãy mình đi thang máy chứ không phải. Thôi, cứ đi cho nó phải đâu. Gặp nữa ha. Ủa, sao dì lại ở đây? Ở đây đâu phải khu khám bệnh. À, tôi biết chứ. À, mà tôi rảnh rỗi quá cho nên tôi đi vòng vòng bệnh viện đó mà. Gọi là tham quan đó. À, bà bác sĩ, hồi nãy mà tôi đi vòng vòng cái khu bệnh viện này nè. Cái tôi gặp bác sĩ đang nói chuyện với cô y tá nào á. Trời ơi, mà hình như phải y tá đâu nha. Nhìn sang trọng mà đẹp hết biết gì đó. Cái tôi thắc mắc á, ủa sao bệnh viện này có cô y tá đẹp quá vậy ta? Cho nên tôi mới đi hỏi điều tra mới biết là cổ là con gái của giám đốc bệnh viện này. Dữ nha. Ủa, mà bác sĩ, không biết ở bệnh viện này có biết là bác sĩ có gia đình chưa ta? Vậy đi khám bệnh thì đi khám đi.
tôi bận việc phải đi đây. Ấy chà, không biết gia đình mấy anh có biết chuyện này chưa ta? Chắc chưa biết đâu ha. Một quá là tôi gặp bà Tư hỏi, hai là tôi đi gặp cô y tá tôi hỏi. Mình nên gặp ai hỏi đây? Bà muốn cái gì? Thật ra thì tôi đâu có muốn gì đâu. Muốn tôi im miệng thì cũng dễ lắm. Lấy mấy cái tờ màu xanh polymer bịt ngang cái miệng tôi là tôi im chứ gì. Thôi được rồi, bà ra quán cà phê ngoài đầu bệnh viện đi, tôi sẽ ra sau. Yes sir. Công nhận thời buổi bây giờ kiếm tiền dễ thiệt, chỉ bằng cái miệng thôi có tiền. Có vợ đâu, được chưa? Bà nhớ, không được nói với bất cứ ai chuyện tôi có gia đình, biết chưa? Biết, không được nói với bất cứ ai là cậu đã có gia đình, mà cậu là trai độc thân, được chứ gì? Hey, hey, trả tiền nước. Tiền trái cây nữa. Ê, đồ trục trò. Ủa, bữa nay anh không đi làm hả? Không, anh về thăm em và con một chút. Thấy em ở nhà suốt, anh thấy thương lắm. Không còn nhiều cơ hội gặp gỡ hay là quen thêm nhiều bạn bè như là trước đây nữa. Em thấy cũng bình thường thôi mà, anh đừng có lo. Em ở nhà nhưng mà bạn bè cũng gặp nhau là cái duyên. Nếu mà có duyên gặp bạn thì cũng sẽ gặp lại thôi. Bạn bè gặp thôi mà em cũng coi là cái duyên hả? Vậy dạo này em có kết duyên bạn bè với ai không? Dạ, vừa rồi em có đi siêu thị thì em gặp lại Tuyết, người bạn lúc nhỏ của em. Nghe nói bây giờ cổ đang làm y tá ở một bệnh viện lớn. Em cũng mừng cho cổ. Sao anh chưa từng nghe em nhắc tới tên Tuyết vậy? Tuyết là người bạn lúc nhỏ của em, từ hồi lúc mà em chưa quen anh với anh Hào lận. Từ cái lúc mà anh với anh Hào về đây ở thì gia đình của Tuyết xảy ra một biến cố lớn, rồi cổ theo gia đình đi luôn, cho nên là anh không có gặp Tuyết. Không ngờ bao nhiêu năm mà bây giờ hai đứa lại gặp lại nhau. Hồi đó cả hai còn nhỏ, bây giờ ai cũng lớn rồi, tâm tính người ta cũng dễ thay đổi lắm. Nhiều khi mình cũng không biết được người bạn đó có thật tình hay không, nên em đừng quá thiệt tình với người ta. Nhiều khi người ta tỏ ra thân thiện với mình nhưng cũng không hẳn là ý tốt đâu. Có khi dụng ý của họ cũng không chừng. Tốt nhất em đừng kể gì nhiều cho họ nghe hết. Dạ em biết rồi. Anh không có ý bó buộc em, nhưng mà bây giờ người ta nói chuyện nhiều với mình, nhiều khi không phải là quan tâm mà chỉ là tò mò tọc mạch, nên anh mới dặn dò em thôi. Nhất là về anh, em không nên kể cho bất cứ ai nghe về chuyện của anh hết. Anh làm ở bệnh viện, nhiều khi người ta biết rồi người ta lại lạm dụng mối quan hệ của em để gây phiền hà cho anh, rồi dựng chuyện phi tiền khám bệnh, rồi dò dỉnh này kia, thì không có hay cho anh đâu. Ê, con có ba ngoan, đừng có đập mẹ mạnh quá, mẹ bị đau đó. Ngày mai anh có lịch trực không? Không, ngày mai anh không có lịch trực. Ngày mai là ngày em đi tái khám, anh chở em đi khám được không? Anh muốn đưa em đi lắm. Tuy là ngày mai anh không có lịch trực, nhưng mà ngày mai anh phải họp khoa để bàn về ca mổ quan trọng sắp tới. Tại vì nó còn nhiều vấn đề khác nữa, cho nên anh không thể. Anh xin lỗi em. Không sao, em tự đi được. Sao được,
Em đi một mình anh lo lắm. À, để anh nhờ anh Hào cho em đi nha. Dù sao có anh ấy, anh cũng yên tâm hơn. Thôi, em tự đi được, anh đừng có lo. Anh đã quyết rồi, em đừng có cản. Sức khỏe và sự an toàn của em và con là quan trọng nhất. Cầm lấy đi. Cầm lấy. Rồi đi tái khám. Rồi muốn ăn gì thì ăn. Nhớ ăn đồ bổ nhiều vô, để tẩm bổ cho em và con, biết chưa? Ừ. Thôi bây giờ anh đi nha. Dạ. Ngoan. Đi nha. Dạ, thưa ba má con đi. Ủa, không có lại ăn cơm con? Dạ, cũng tới giờ đi làm rồi, con xin phép đi trước. Dì Tám. Ủa, chị Tám qua đó hả? Dạ. À, rể chị đó hả? Ủa, thì đúng rồi. À, quên. Trời ơi, Mai Anh, con thấy chưa, con như là tu 8-9 kiếp mới gặp được thằng chồng như vậy đó. Trời ơi, người gì đâu đẹp trai mà lại giỏi giang, mà khoái nhất là làm ra tiền nhiều. Cái gì vậy chứ làm tiền nhiều là tao thích à? Ha anh Tư ha. Ủa, nhà tính ăn cơm á hả? Dạ. Trời, tao chết rồi. Rửa ra. Thôi vậy cả nhà tự nhiên đi nha. Tôi về nhà dọn cơm chồng tôi ăn, tôi quên. Tôi đi nha. Ồ, cái bà này, sao bà qua bà tum tướp rồi bà bỏ bà đi vậy? Ủa giờ bà mới biết hả? Mệt bà quá. Trụ Khoa Minh, đây là bệnh án của nạn nhân bị tai nạn hồi đêm qua. Cảm ơn. Buồn vậy? Anh mới từ phòng trưởng khoa về phải không anh? Không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt thôi. Nè, anh mệt hả? Vậy tối nay về phòng em massage cho nha. Gì đây? Cô ta lại định dùng chiêu mỹ nhân kế với mình sao? Cô không phải là mẫu người của tôi, nhưng có mèo nào chê mỡ bao giờ đâu. Mình lẫn cô ta cũng chỉ là kẻ qua đường của nhau, thì có gì mà phải ngại chứ. Thôi, để tối nay đi. Đây là bệnh viện chứ không phải là phòng riêng. Mà ngồi đó làm những chuyện yêu đương hả? Bác sĩ Kim, sao không coi đi kiểm tra cái phòng bệnh đi, còn ngồi đó làm gì? Chà, coi bộ trưởng khoa thích dùng uy quyền để đàn áp người khác quá ha. Câm cái miệng cô lại. Nếu cô không muốn mất việc á, tốt nhất bớt nhiều chuyện giùm cái đi. Bộ anh tưởng tôi sợ anh lắm hả? Nghĩ thì nghĩ. Đáng ghét thiệt.
Chưa gì mà anh ta đã dên dáng như vậy rồi. Bọn anh chịu đựng được hả? Nếu sau này xui xẻo mà anh ta quản lý cái bệnh viện này á, thì chắc mình ra đường sớm luôn đó anh. Em sai lầm. Nếu như bây giờ mà mình đối chọi trực tiếp với bác sĩ Minh thì không thể nào thắng được. Tại vì bây giờ bên cạnh của bác sĩ Minh có Uyển Lan, có giám đốc, lúc nào cũng bên vực hắn. Vậy không lẽ bây giờ mình chịu trận vậy hả anh? Nếu như bây giờ đối chọi trực tiếp với bác sĩ Minh, mình sẽ không thắng được đâu. Mình phải tìm một hướng khác mới hơn, nhẫn nhục hơn. Vậy ý anh bây giờ là mình cứ im lặng và quan sát những hành động của hắn hả? Song song đó, mình phải mua chuộc lòng người trước. Mua chuộc lòng người là những ai anh? Tất cả mọi người, từ cấp trên đến đồng nghiệp, thậm chí là bệnh nhân. Nếu mà lấy lòng các đồng nghiệp và cấp trên thì em hiểu. Nhưng mà còn bệnh nhân thì họ giúp gì được cho mình? Làn sóng dư luận mới là đáng sợ. Thằng Minh thuộc dạng người thích tham vọng và muốn được mọi người nể trọng. Nếu như chúng ta có được sự quý mến của những bệnh nhân hay là người nhà của họ, thì họ sẽ giúp mình đưa tin đi khắp nơi. Và lúc đó chúng ta đâu cần phải mất thời gian làm những chuyện đó đâu. Thằng Minh chắc chắn là nó sẽ không bao giờ chịu thua thiệt. Không muốn ai hơn nó. Và nó sẽ ra tay. Mà khi ra tay, để lộ điểm yếu. Hiểu chưa? Em công nhận anh cũng ghê thiệt đó nha. Nghĩ được những điều mà không ai suy nghĩ được. Anh đúng là thiên tài. Thực sự anh muốn nó phải trả giá những gì mà nó đã gây ra cho chúng ta. Bác sĩ Minh ơi là bác sĩ Minh. Làm bác sĩ chi mà không biết cứu tôi? Trời ơi, cứu người như cứu quả mà. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, tôi biết bà, tôi biết bà, tôi lại mấy người. Đừng có gọi hối thúc tôi nữa. Có, tôi nói có, chắc chắn là có. Trời ơi, tôi lại á, để tôi làm việc tôi kiếm tiền đi. Có. Rồi, khổ ghê vậy. Bác sĩ Minh ơi, bà Hồ chính với bác sĩ Minh ơi. Ồ, bác sĩ Minh. À, bác sĩ Minh. À, à, à. Bác sĩ Minh. À, tôi đợi bác sĩ từ hồi nãy tới giờ. À, bác sĩ, mấy nay tôi kẹt quá à. À, giúp tôi lần này đi, tôi hứa tôi không làm phiền bác sĩ nữa. Ráng giúp tôi lần này đi, tôi tìm hết cách rồi, chỉ còn có bác sĩ thôi. Mà người ta có câu là lương y như từ mẫu, tôi coi bác sĩ như là cha là mẹ tôi vậy đó. Giúp tôi lần này đi, tôi hứa tôi sẽ không đến đây làm phiền bác sĩ nữa. Đó, nó gọi nữa kìa. Có rồi, sắp sửa lấy tiền, đừng có gọi nữa nha. Ok. Đó, bác sĩ thấy chưa? Khổ lắm, bác sĩ giúp tôi lần này đi. Tôi hứa sẽ không đến làm phiền bác sĩ nữa mà. Tôi nói thiệt đó, chứ không thôi á, tôi không biết tìm ai, tôi tới tìm bác sĩ hoài á. Giúp tôi nha, bác sĩ Minh. Lần cuối cùng, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Ý, biết chưa? Lần cuối cùng không bao giờ làm phiền bác sĩ nữa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nha. Bánh cam nha cô. Ê, nhiêu cái? Dạ 3.000. 3.000 cái hả? Dạ. Lấy 5 cái. Dạ. Dạ bánh này nè. Ở nhà làm nên ngon lắm. Nè, 20 luôn á.
Thôi thôi, bò luôn. Trời ơi, dạo này chơi sang ha. Gì vậy? Sang quá, bò người ta nữa. Có chuyện gì vui hả má? Kệ tao đi. Nè, đồ ăn nhiều, thấy không? Tha hồ cho má con mình ăn. Ở đâu má có nhiều tiền mà mua đồ nhiều dữ vậy? Má nói cho mày biết nghe chưa? Từ rày sắp tới mày thèm ăn món nào, cứ nói với má, má sẽ có mua cho mày ăn liền. Ủa má đi đào mỏ hả? Gì mày, mặt tao vậy mà đào mỏ được ai mày? Ờ quên, má có mỏ đào đúng không? Nói chung là vậy đó. Mày không cần biết ha. Bây giờ mày chỉ cần biết là mày muốn cái gì là tao cho mày cái đó. Nó con cái đi. Tiền của má nữa nè. Trời ơi, cái thằng từ từ ăn. Con lấy con gái mà. Từ từ. Đi. Ngon quá. Đi. Muốn cái gì nói tao nha. Biết rồi. Ra đây ngồi nghỉ chút xíu đi ông. Ủa? Dạ, con chào ba má. Con. Để cho anh. Mới tới hả con? Dạ. Ủa, anh Minh, bữa nay anh không đi làm hay sao vậy? Có, nhưng anh xin nghỉ một buổi. Bây giờ em vào lấy đồ đi, rồi anh đưa em đi dạo, sẵn đi ăn luôn. Con đã thương vợ ghê chưa? Đi bây giờ hả? Ừ. Trời ơi, cái gì mà hỏi nữa. Đi vô trong lấy đồ đi, bắt công nó đợi con. Thì nó bất ngờ quá mà. Từ trước giờ có được đi đâu. Nè con, vợ có bầu như vậy mà được chồng chăm lo như con là nó hạnh phúc lắm đó nghe không? Hồi trước giờ con lo làm quá, cho nên con khiến mẹ anh buồn và ba má không được vui. Con hứa sau này con sẽ cố gắng đền bù cho mẹ anh. Trời ơi, con nghĩ như vậy là đúng rồi. Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng đó con. Vợ có hạnh phúc, có vui vẻ hay không là nhờ vào người chồng biết quan tâm lo lắng cho mình đó con. Dạ, lời bà nói. Dạ, con chào chị Dư. Con. Ủa, bộ nay không đi làm hả con? Dạ không. Con xách cái gì qua nữa vậy? Trời ơi, nó lại xách cái gì nữa vậy? Dạ, cái này là trứng ổng. Bạn con ở dưới quê gửi lên á. Con nghe nói bà bầu mạng cái này mai mốt sinh con thông minh lắm. Đúng rồi đó con. Quý lắm đó nghe. Ủa, mấy anh đâu rồi vậy? Nó đi chơi với chồng nó rồi. Nó mới vừa đi đó con. Mới đi tức thì á. Là thằng Minh tới rước mấy anh đi à? Cái thằng này hỏi kỳ cục ghê á. Không chồng nó rước thì ai rước nè? Dạ, thằng Minh chịu khó về đây quan tâm chăm sóc mấy anh như vậy con thấy cũng vui. Cũng mong là mọi chuyện tốt đẹp như là lời con nói vậy. Mà chuyện học hành của con ở trung tâm á, dạo này sao rồi? Dạ, con vẫn đi học bình thường. Vậy hả? Cố gắng học nghe chưa? Dạ. Học không bao giờ là trễ hết nha. Dạ. Uống trà đi con. Dạ. Dạo gần đây em có hay đi khám thai không? Dạ, cũng thường xuyên. Con thì cũng phát triển tốt. Tâm lý của người mẹ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng rất là nhiều. Nếu như muốn con sinh ra sau này được khỏe mạnh và dễ thương á, thì tâm lý của người mẹ phải luôn vui vẻ và thoải mái. Bây giờ em muốn đi đâu? Dạ, đi đâu cũng được. Hay là để anh chở em ra ngoài ngoại ô nha. Ở ngoài đó không khí thoáng mát hơn nhiều. Ủa, mà sao bữa nay anh lại có nhiều thời gian để đi với em vậy? Thời gian qua anh tập trung cho công việc rất là nhiều, chỉ vì muốn tương lai gia đình mình vững chắc thôi. Nhưng kể từ nay anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để có nhiều thời gian hơn cho hai mẹ con em. Tình cảm anh dành cho em là thật, nhưng đối với anh bây giờ sự nghiệp danh vọng mới là trên hết. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em những gì có thể, vì sau này cơ hội chúng ta đi chung với nhau là rất khó. Hãy hiểu cho anh nha mẹ. Em ngồi xuống đi. Dạ chào anh chị. Chào. Dạ anh chị gọi món giùm em. Em muốn ăn gì cứ kêu đi. Anh, hay là mình gọi một món heo rừng xào xả ớt với lại ốc mỡ xào me nha. Thôi, em đang mang bầu, ăn ớt nhiều cay không tốt sức khỏe đâu. Để anh kêu cho. Vậy
Anh biết món nào ngon thì anh gọi đi. Cho tôi món này nha. Dạ. Món này. Dạ dạ. Dạ món này. Đây nữa. Dạ. Cái này nữa. Dạ. Rồi. Cho hai ly nước cam trước nha. Dạ anh chị ngồi đợi chút. Cảm ơn. Dạ. Sao có hai người, anh gọi chi nhiều vậy, ăn xong hết. Có gì đâu. Bây giờ em đang mang thai, em ăn cho tới hai người lận, cho nên là phải ráng ăn, có biết không? Tốt cho cả mẹ và con. Cảm ơn anh. Dạ mời anh chị dùng nước trước. Ừ. Em uống thiệt nhiều nước cam vô nha, để có sức đề kháng, tốt cho cả mẹ và con. Sau này sinh con ra nó sẽ trắng trẻo và khỏe mạnh, em biết không? Làm gì nhìn anh dữ vậy? Bộ mặt anh dính gì hả? Không. Em cứ nghe lời anh, uống nhiều nước cam vô, tốt mà em. Giỏi lắm. Ngoan, anh thương nha. Anh lo cho em lắm đó. Uống miếng nữa đi mà. Nhưng mà em nói... Uống đi. Được rồi, để em tự gấp. Tới bây giờ mà em vẫn còn giữ khoảng cách với anh như vậy hả? Em xin lỗi. Nếu em luôn coi trọng quá khứ thì người đau khổ chính là em đó. Thay vì buồn đau thì chúng ta hãy cùng vượt qua và hướng tới những điều tốt đẹp cho tương lai sau này của gia đình mình. Anh nghe điện thoại cái. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh đi đâu mà sao không nói cho em biết? Anh có chuyện ra ngoài chút. Em tìm anh có gì không? Ủa, bộ phải có chuyện gì em mới được gọi cho anh hả? Ý anh không phải vậy. Em ra lệnh cho anh là trong vòng 15 phút nữa anh phải có mặt ở bệnh viện để chở em đi ăn. Anh có việc thật mà. Anh sợ anh không về kịp. Em gọi cái gì ăn đỡ đi. Nếu vậy thì em sẽ cho anh thêm 15 phút nữa. Anh vẫn không có mặt ở bệnh viện, sau này em sẽ không bao giờ đi với anh luôn. Đối với tao, mày chẳng qua chỉ là cây cầu để tao bước lên đỉnh cao danh vọng thôi. Mày hãy đợi đó. Em anh xin lỗi. Bệnh viện vừa mới gọi anh có ca mổ rất quan trọng. Bây giờ anh phải về bệnh viện liền rồi. Dạ không sao, cứu người quan trọng hơn mà. Thôi mình về. Anh ơi, tính tiền giùm em. Sáng giờ cậu có chạy được cuốc nào không? Cũng được, dạ sáng mới ra cũng có mối anh. Vậy là chết rồi. Dạo này sao vắng quá. Từ ngày xe ôm công nghệ ra, xe hơi bình thường ấy. Ê khách dữ ha. Ê chị. Đi đâu vậy? Đi chợ. Trời ơi, tôi với bà là chồng vợ mà bà gặp tôi giống như là gặp người dân vậy. Ai biết đâu, chuyện đàn ông đàn bà đừng xí vô. Đi chợ ha. Nè. Gì? Bữa nay á, đổi món giùm tôi một cái. Chạy ra chợ kiếm gì, rau gì á, đổi món nấu canh ăn cho nó mát. Thời tiết gì nóng quá nóng. Đổ thừa hoàn cảnh. Canh cho ăn không? Thì rau thôi. Canh bầu ha. Biết hả bà? Đói canh rau. Thì rau. Bà đừng nói với tôi là bà hết tiền rồi nha. Không phải, chuyện này quan trọng nè. Cho tiền đi chợ đi. Cái gì? Hôm qua tôi đưa tiền bà đâu? Bà đừng có nói tôi là bà đánh bài hết nha. Là bậy. Tiền đưa đi chợ mà đánh bài cái gì? Ngày hôm qua tôi xách tiền tôi đi chợ, xong tôi gặp bà Sáu. Ông nhớ bà Sáu không? Bà Sáu nào? Bà Sáu cao đó.
cao nào. Thôi ông chỉ cần biết bà Sáu là bạn thân của tôi đi. Biết vậy được rồi. Tôi gặp bà Sáu cái bà nói: trời ơi, bà Tám lâu ngày không gặp bà không ghé nhà tôi chơi. Ông biết tánh tôi mà, hay nể bạn bè đó. Thấy còn sớm nên tôi mới vô nhà bà tôi chơi. Tôi vô tôi chơi ai dè trọng có xong bài không. Nhưng mà tôi không có đánh nha. Cái nào ra cái đó nha. Tiền chợ là tiền chợ, tiền đánh bài là tiền đánh bài nha. Rồi tôi đứng tôi ngó. Rồi cái bà nói: bà Tám đang thiếu tay nè, thôi vô đi cho đủ tay. Ông biết đánh tôi mà, chuyên nể bạn bè. Giờ chẳng lẽ bạn bè thiếu tay mà đóng góp vô cho bạn bè đủ tay. Cho nên cái tôi vô tôi cầm cự, chừng nào có đủ tay thì tôi ra. Ai ngờ chuyện không hay. Tiền của ông hình như là tiền không trong sạch đó. Đánh một cái là thôi sạch bách luôn à. Dám đánh tôi hả? Trời ơi trời, tôi đã nói bà biết bao nhiêu lần rồi. Không biết chừng nào bà mới bỏ cái tánh bài bạc của bà nữa. Trời ơi tôi khổ quá mà, tôi làm tiền cực khổ quá mà. Mà bà vô bà nướng xong bài hoài vậy. Không phải, thử giận mai thôi. Bây giờ tôi hứa với ông là từ nay tôi không đánh bài nữa. Tôi nói thiệt, tôi bỏ. Bà hứa không? Hứa. Hứa là phải nhớ nha. Cái chợ. Hứa tôi mà. Tôi làm đồng tiền cực lắm chứ không phải sung sướng gì đâu. Biết rồi. Đắng nôi cực khổ. Bà nha, lần này bà mà không bỏ bài bạc tôi ly dị bà luôn á. Biết rồi. Nè. Vậy bà đòi ly dị 50 ngàn coi như 50 triệu. Bà nói gì á? Tôi nói còn dư tiền mua thêm tôm khô củ kiệu cho ông ăn. Có. Ê, để tao chạy trước nha. Anh chạy đi. Anh trễ 5 phút. Anh xin lỗi. Vừa xong việc là anh chạy như bay tới đây. Do bị kẹt xe cho nên trễ một chút. Em à. Thôi mình đi ăn đi. Anh đói quá. Không, em không muốn đi nữa. Thôi mà giận anh hả? Anh xin lỗi. Em rảnh. Nghe nói ở nhà hàng này có món cơm gà rất là ngon. Anh tới mua cho em đi. Ở quận 6 lận hả? Từ đây đến đó đi rồi về mất cả tiếng đồng hồ lận. Hay là mình ăn cái gì ở gần đây cũng được mà em. Không, em chỉ thích ăn ở cái quán đó thôi. Anh dám không chịu ý em đúng không? Thôi được, nếu em thích ăn ở đó, anh sẽ chạy ra đó mua về cho em ăn. Em canh thời gian đó. Nếu như mà một tiếng anh vẫn chưa về thì đừng có mang lên cho em nữa. Tức chết đi được. Nó coi mình như ô xin. Để kế hoạch thành công sớm, mình đành nhịn nó vậy. Sao anh vẫn chưa đi? Em tính thời gian đó. Anh đi liền. Đợi anh tí. Anh về liền. Chị đi tới đâu chị? Dạ gần tới rồi. Chị tặng lên chút xíu là tới rồi. Thẳng luôn phải không? Chị nào tới nói tôi biết để tôi ngừng lại. Dạ. Trời ơi đại đi bà ơi. Thôi về lẹ đi. Từ trời ơi. Hôm nay hơi xui nha. Tôi chia. Nhanh đi đã thu rồi. Sợ bài rồi kinh đi. Ôi mấy anh lẹ đi. Hoài vậy. Hết với bà luôn. Ê tính trọng. Dạ. Nãy giờ thấy bà Tám ra chưa mày? Không thấy bà tới luôn anh. Cái con quỷ này. Tiền thì lấy chơi được. Mà trả thì không bao giờ trả. Nợ thì da như đĩa vậy. Giống như thằng Dũng quận 6 vậy. Bà đang đâu vậy? Từ từ chứ làm gì mà kêu hoài vậy? Hẹn hoài đợi miết hả? Tôi đợi bà như nó muốn lên bờ trổ bông luôn. Tới trả nợ giùm cái, lâu quá rồi. Từ từ cha. Tôi tới rồi nè. Thiệt hả? Trời đất ơi, làm gì mà la sùm vậy? Tôi nói tôi tới trả nợ là trả nợ mà. Nợ phải trả chứ mượn hoài lâu quá không trả. Dù đang chơi vui, đòi cũng phải trả chứ. Từ từ là đi giật luôn vậy đó. Tiền đâu phải để không đâu mà từ từ. Nè. Vậy vậy bà nội? Có 50 ngàn vậy? 5 triệu mà nó 50 ngàn hả? Thì coi như trả lời đi. Rồi bữa nào tôi thắng có tiền tôi trả vốn. Mấy hôm rày đánh bài thua, có thắng đâu mà trả vốn. Nghe nói không à, thắng trả liền không à. Có bao giờ bà chơi bà thắng đâu? Cứ lèo không à. Có lúc hên lúc xui chứ. Không tiền mà bà đặt đi cờ bạc. Ăn chơi
xa đỏ. Nè, bỏ ông chồng tôi hay sao mà dạy tôi? Nhưng mà đây là những ý kiến đóng góp cho bà tốt hơn thôi. Đi về đưa bà nội. Không tiền bạc cứ đồ vô để chơi hoài. Ê cha, cha tôi đóng góp cha nè cha. Cha kêu tôi về mà cha đẩy tôi vô sòng bài hả? Cha hại tôi tái nghiện hả? Ủa vậy? Không ấy vô chơi đại và dán đi. Thôi tôi hứa với chồng tôi bỏ rồi. Được, hợp lý. Lo phụ chồng đi cứ chơi 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 hoài. Nè. Chết rồi. Chết rồi chết rồi Mỹ ơi. Mẹ nghĩ là sai rồi. Đừng có cãi. Sai. Sai hả? Ừ sai. Đưa vô tay tôi là chết chắc. Nè. Nè. Làm gián đi. Nghĩ sao đưa tôi có 50 mà làm gián cha nội. Lỡ thua tôi cho mượn tiếp. Thôi tiền ở trong tay mới dám chơi chứ cha nội. Nhìn cái mặt là biết. Nè. Vô đi. Vô. Cứa tài quá. Ê ê ê chạy 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 tao vô tao vô. Vô 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 có tài vô kìa bà ơi. Ê, bà thảm tới à. Vô đi bà. Đi bà. Rồi tôi chia luôn nha. Ừ chia đi. Để đi ông ơi. Làm cái gì đại gì bà ơi. Ai đặt nhiều đặt nha. Ừ rồi. Nhiều cũng dở hết trơn á. Bà sao bỏ tay ra. Chị cho tôi hên nha bà. Ừ gỡ lại mới được. Đúng rồi tao tôi gỡ nha. Tay. Thầy Phương. Rồi 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 tới rồi tới rồi chú. Dạ cho tôi gửi tiền. Cảm ơn chị. Dạ đưa tôi cái nó. Cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Cậu làm cái gì mà các phòng bệnh ai cũng đều bàn tán về cậu hết vậy? Dạ có gì đâu giám đốc. À giám đốc đã khỏe chưa? Ồ bây giờ hả? Tôi cũng là bệnh nhân cần được bác sĩ hỏi han và khám bệnh nữa sao? Tôi luôn mong là bác sĩ Kim ngày nào cũng được như vậy, chứ đừng có để giám đốc tới rồi mới như vậy nha. Tay tay nè con, tay 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 nhiêu vậy cho coi. Xui quá trùng hết. Trời ơi có hai nút. Trời ơi bà đặt ăn người ta thì dở cả đại đi. Ờ chung đi mẹ ơi. Từ từ. Xui quá. Vui chơi nhưng mà phải yên lặng. Đây là sông bài không phải cái chợ nghe chưa. Chừng nào hết tiền bà cứ la lên tôi cho mượn tiếp. Chừng nào thắng thì trả, không thì đóng tiền lâu. Giỡn vậy. Trời kinh. Đó bà kinh xả xui cho bà đi. 500 nữa nha. Ờ. Tôi đặt nút với nha. Rồi dở. 8 nút luôn. Hên gì bà nội. Ừ trời ơi tôi hên nè, mà. 7 nút nè. 7 nút nè. Hai vô mày. Hai vô mày. Hai vô mày. Chết bà một phút mà. Ờ. Cái có một nút bà. Ê ê ê ê. Quay quay. Ê. Bơm biển. Mới bơm. Bơm thêm. Tiêu luôn rồi. Ừ. Mượn có trả không bà nội? Trả tôi trả mà. Nấu nhớ chút xíu tôi chuyển lên đây cho 10 chai nữa. Đừng có lo. Thôi nha. Lát không trả mấy bà. Giờ tôi đi chợ. Cứ để nó đi. Cái này chuyện nhỏ. Nè nè nè. Nhớ nhớ trả nha. Nè nghe tôi nói nè. Không trả mà. Chợ đi. Năm hổ này sẽ lo cho tám. Cứ bình tĩnh mà chơi. Quậy gì đâu á. Bà đi nha. Không được chơi nữa nha. Trời mốt. Ê sao về sớm vậy? Thua hết rồi còn gì nữa. Còn như đây phải đi chợ cho ổng chứ. Nhớ trả đó nghe. Rồi tôi nhớ mà. Về đi. Ừ. Đi ruột nó chuyển tiền lên kịp. Về cứ cơm nước cho chồng đi. Ổ sẽ alo cho tám. Lên chờ tiếp. Nói nhiều quá. Chứ sao. Nhìn cái mặt là biết chơi thua. Mà hãy đi chợ là tạt vô chơi. Chơi cái kiểu này thì làm sao thằng xe ôm nó chịu nổi. Mời vào. Dạ. Ngồi đi. Giám đốc gọi con. À cậu làm việc và gần gũi bác sĩ Khiêm thì theo cậu nhận xét về bác sĩ Khiêm như thế nào? Dạ về tay nghề thì bác sĩ Khiêm là một nhân tài, vì được đào tạo ở nước ngoài nên không có gì bàn cãi cả. Còn về tư cách đạo đức thì bác sĩ Khiêm dạo này đã cố gắng và thay đổi rất nhiều. À. Dạ cậu ấy đã bỏ tính kiêu căng và biết lắng nghe và quan tâm đến bệnh nhân hơn.
À, không những bệnh nhân quý mến mà tất cả các đồng nghiệp đều kính trọng bác sĩ Khiêm. Bởi vì bác sĩ Khiêm không giấu nghề và rất sẵn sàng tận tình hướng dẫn các đồng nghiệp những gì mà mình đã học ở nước ngoài vậy. À, dạ. À, chào giám đốc. Ngồi đi. Dạ, con xin phép. Ê, bà kêu tôi hả? Kêu mày chứ kêu ai? Mày chịu lết xác về rồi hả? Mày có biết là ông chửi tao không? Đi chơi xíu có gì đâu, ông chửi bà. Trời, thằng mắc dạy. Mẹ mày nói vậy mày còn nói giọng đó hả? Ông nói tao á là không biết dạy mày đó, rồi để cho mày ăn chơi tụ tập với cái đám hư hỏng. Riết con người mày cũng leo lỏng chơi bời hư hỏng với tụi nó đó. Ông dạy đâu rồi? Mày hỏi ngộ gì thì ông chết lâu rồi. Ê, bà chết là nào? Sao bà chết vậy? Mất dạy, ai nói mày là ba mày chết? Thì má nói chứ ai? Mày nói ông già, tao tưởng ông già của tao. Trời ơi, hỏi ba kìa má ơi. Ăn nói mất dạy à? Ba mày mày kêu ông già cái gì? Thì ba mày đang chạy xe đâu không chứ đâu? Có gì ăn không? Đói quá à. Chờ đi, đợi lát ông về để ăn luôn. Dạ, dạ. Đợi biết chừng nào trời. Ủa, tao đem cơm cho ổng mà. Đợi ông về rồi chia ra mà. Chết. Ông về kìa. Chạy chết lên hết nè. Má hay quá. Dạ, cách rồi hả? Anh đi trước nha. Ừ. Ông ơi, chửi im lặng mà nghe cho mày biết rồi. Vô ăn cơm nè. Ăn gì vậy? Cơm chứ cái gì. Chịu vậy rồi hả? Sao mày không đi luôn đi? Con cái gì mà lì dị trâu. Lớn rồi nói cái nghe giùm cái. Kiếm việc gì làm đi. Lông nhông hoài. Tôi thôi, về cũng chửi, đi cũng chửi. Thằng này, thôi. Mày đã phát tao cái đi, tao không chửi. Nói nghe nè, trời đất ơi. La ông xùm ngoài đường vậy, cho người ta cười trên đầu mình hả? Nói gia đình mình không biết dạy. Ông bắt cười quá à. Nó đi á, ông cũng chửi. Rồi bây giờ nó về, ông cũng mắng nữa. Lèm bèm, ồn ào quá. Tối ngày lông bông. Nhìn thôi, con ta mắc ham. Còn con mình á. Thôi, trời đánh tránh bữa ăn. Ăn cơm đi. Trời ơi, trứng nữa hả? Trời, trứng nữa hả? Ông hỏi mắc cười quá à. Tôi nói cho ông biết nghe chưa, bây giờ mà có trứng ăn á là hên lắm rồi. Ngoài đường người ta ăn cơm với muối á. Ủa, chứ hồi sáng tôi đưa tiền cho bà đi chợ kêu bà nấu canh rau cho tôi đâu. À, bà đừng có nói với tôi là vô sòng bài hết rồi nha. Không phải, tôi đã nói với ông là tôi không có đánh bài. Nhưng mà hồi lúc nãy á, tôi đi chợ tôi gặp bà Chính. Ông nhớ bà Chính không? Chính nào? Bà Chính lùn á. Sao bà nói tôi, sao sáng bà nói tôi bà Sáu? Thì hồi sáng bà Sáu mà tôi chừa bà Sáu rồi. Mà vô tình tôi gặp bà Chính. Mà ông cái đại khái biết là bà Chính là bạn thân của tôi đi. Mà ông biết tánh tôi để bạn, cho nên tôi đi theo bà tới nhà. Thành ra tiền ông. Bà tính nói tôi bà muốn bài phải không? Không phải. Thua hết rồi đúng không? Bài xui thôi. Trời ơi, con vợ con như vậy á. Tôi làm tiền cực khổ quá, vợ tôi nướng vô xong bài hết. Thôi bỏ qua, ăn đi. Bữa nay á, tôi ly dĩ bà luôn. Ly thì ly đi, mệt quá. Có 50 ngàn mà như 50 triệu gì đó. Thở tí ly vậy hả? Trời đất ơi, bữa nay mà dám lớn hầm với tôi hả? Tôi đánh bà, tôi không phải là chồng của bà. Bà đứng lại cho tôi. Bà đứng lại đó. Ăn cơm đến lộn hoài lớn hết rồi. Bà muốn đánh đâu? Bà đứng lại cho. Không ăn tôi ăn nè. Tiền của tôi nè. Bà không biết cả mà bà ăn cơm hả? Bà đứng lại cho. Bà đứng lại cho biết cho. Đi vậy ly. Bà ly dị tôi phải không? Ừ. Bà ly dị tôi, bà chán tôi lắm rồi phải không? Rồi sao? Bà quýt bài quá, bà muốn ở chồng phải không? Chồng tôi nè.